Đây là một bộ phim vô cùng đặc sắc do đạo diễn Sang Ho Chun, cha đẻ của phim Train to Busan mới cho ra mắt năm 2023 này. Kinh phí đầu tư của bộ phim lên đến hàng chục tỷ won, bạn nào yêu thích thể loại phim khoa học viễn tưởng thì nhất định đừng bỏ qua nhé. Trái đất năm 2135 bởi vì tài nguyên trên trái đất cạn kiệt với tốc độ chóng mặt đã dẫn đến tình trạng biến đổi khí hậu nghiêm trọng, con người lúc đó buộc phải xây dựng những khu tị nạn giữa các mặt phẳng quỹ đạo của trái đất và mặt trăng. Nhưng cuộc sống ổn định chưa được mấy năm thì nhân loại bắt đầu nổ ra những cuộc nội chiến, hàng loạt lính đánh thuê ra đời, cùng với đó là một lượng lớn tiền vốn được rót vào trong những cuộc nghiên cứu trang bị vũ trang sở nghiên cứu trí tuệ của khu tị nạn số 13 sở hữu nhóm nghiên cứu ưu tú nhất thế giới. Bọn họ đem thông tin trong não của Trung Ji, một chiến binh vô cùng dũng mãnh cấy vào trong một người máy chiến đấu. Họ muốn tạo ra một người máy chiến đấu hoàn hảo bất bại, nhưng đáng tiếc lại gặp vấn đề ở bước thực chiến mô phỏng. Mới đầu tất cả số liệu của người máy đều được duy trì ở trạng thái bình thường, đánh bại quân địch chỉ là một chuyện dễ như ăn kẹo, thậm chí những người máy chiến đấu này còn có sức chiến đấu ngang cơ với boss, chúng còn có thể lợi dụng điều kiện xung quanh để đả thương quân địch. Nhưng đáng tiếc mỗi lần đến cuối trận đấu, người máy chiến đấu đều xuất hiện tình trạng đơ tạm thời, cuối cùng bị quân địch đánh bại. Thực chiến mô phỏng lần thứ 17 lại thất bại, chiến trường trở về nguyên trạng là một phòng thí nghiệm, người máy chiến đấu cũng trở lại vị trí của mình. Khi một lần nữa được liên kết với ý thức thì tư chi của người máy đều đã bị tháo ra, người máy lúc này không ngừng kêu la y chang người thật. Thì ra cái gọi là kỹ thuật cấy ghép não bộ không chỉ nhận được ý thức và kỹ năng chiến đấu mà còn có được toàn bộ ký ức của cơ thể chủ. Tổ trưởng tổ nghiên cứu Jun bên ngoài dường như có chút không vui, số liệu não bộ của AI với trước kia không có gì khác biệt. Bà ấy liền thở dài một cái rồi yêu cầu hủy bỏ vật thí nghiệm số 17. Một chiếc máy đã lấy phần não đã được cấy vào trong đầu người máy ra rồi hủy bỏ. Tổ trưởng Jun luôn cảm thấy không vui, còn trợ lý phía sau thì tinh thần phơi phới. Anh ấy nói trung tâm não bộ của người máy được sao chép từ não của Trung Ji cũng là người mà cậu ấy hâm mộ từ nhỏ. Anh ấy nhất định phải thực hiện thành công hạng mục nghiên cứu này để anh hùng Jung Ji một lần nữa tái xuất giang hồ nhưng tổ trưởng Jun lại không lạc quan như vậy trong cuộc họp báo cáo tiến độ thực nghiệm với các lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo đều không vừa ý với tiến độ hiện tại. Họ đối với hạng mục này dường như không còn hứng thú như xưa. Jun lo lắng không biết tổng bộ có tiếp tục rót tiền đầu tư vào hạng mục này nữa không. Dù vậy, sở trường vẫn rất coi trọng những thành tựu hiện tại. Cuối cùng cũng đến giờ tan làm, Jun đi tàu về nhà. Mặc dù khoa học kỹ thuật hiện tại đã cực kỳ phát triển, nhưng người ở tầng lớp thấp vẫn phải sống trong cảnh vô cùng khốn khó bởi vì tài nguyên hiện tại thiếu hụt trầm trọng, không gian sống và cơ hội việc làm của bọn họ đang ngày càng thu hẹp. Nhìn thấy hai mẹ con sắp phải xa nhau ở hàng ghế sau, tâm trạng của Jun cực kỳ phức tạp. Cô ấy không tự chủ được mà nhớ về những chuyện lúc nhỏ, thì ra mẹ của cô ấy chính là anh hùng trung di trong truyền thuyết. Bởi vì lúc nhỏ Jun bị mắc ung thư giai đoạn cuối, cần một khoản tiền lớn để chữa bệnh, nên mẹ của cô ấy là Jung đã đi vào con đường làm linh đánh thuê. Vào cái ngày Jun làm phẫu thuật, mẹ cô ấy lại nhận được lệnh chiến đấu, hai mẹ con ôm chặt lấy nhau cọ đi cọ lại. Cả hai người đều rất trân trọng từng giây từng phút được ở bên nhau. Nhưng đáng tiếc đó là lần cuối cùng họ gặp mặt nhau. Jung ngoài chiến trường đã gặp phải mai phục bất ngờ. Lúc được cứu về, bà đã rơi vào hôn mê sâu. Quản lý sở nghiên cứu số 13 rất nhanh đã tìm đến. Không ngờ khoa học kỹ thuật trong tương lai lại phát triển như vậy, chỉ cần có tiền là có thể đem não của người đã chết cấy vào người máy, từ đó người máy có thể sống y hệt một con người. Còn một sự lựa chọn khác đó là hiến não của Jung Ji cho sở thí nghiệm, rồi từ đó bọn họ có thể sao chép, nhân bản thành nhiều người máy. Đây cũng có thể coi là một cách để giúp Jung Ji sống lại. Hơn nữa người nhà cũng được nhận một khoản tiền lớn. Bà ngoại của Jun vì quá nghèo nên chỉ đành chọn phương án thứ hai. Từ đó não của Jung Ji hoàn toàn thuộc sự sở hữu của sở nghiên cứu. Jun vì muốn mẹ có thể quay lại nên đã bỏ ra không biết bao nhiêu nỗ lực và cuối cùng cô ấy cũng đã trở thành tổ trưởng tổ nghiên cứu trí tuệ AI của sở nghiên cứu số 13. Mặc dù cô ấy đã trải qua 17 lần thất bại nhưng cô ấy vẫn tích cực chuẩn bị cho lần thử nghiệm thứ 18. Lần này sở trưởng quyết định đổi hoàn cảnh thực nghiệm, vừa mới bắt đầu đã bắn bị thương chân của người máy. Dựa vào số liệu của não có thể thấy mức độ đau khổ của người máy tăng lên một cách chóng mặt, nhưng cũng từ đó mà ý chí chiến đấu tăng lên đáng kể. Nhưng mà bởi vì chân bị thương nên rất nhanh đã bị đối thủ khống chế. Không ngờ lúc này người máy Trung Chi đột nhiên bộc phát sức chiến đấu kinh người, mặc dù cuối cùng vẫn bị một phát súng giết chết, nhưng quản lý phòng thí nghiệm lại rất vui mừng, bởi vì số liệu vừa nãy đã khả quan hơn trước rất nhiều, có một bộ phận gì đó đã được kích hoạt. Mặc dù không biết cụ thể ra sao nhưng chắc chắn điều đó có liên quan đến sức chiến đấu, đây có thể được coi là một bước đột phá mới trong nghiên cứu. Sáng sớm hôm sau, sở trưởng dẫn theo nhân viên nghiên cứu đến tổng bộ, họ muốn báo cáo tiến độ nghiên cứu với chủ tịch giữa thế giới tan hoang đổ nát một chiếc tàu đang lao nhanh về phía bức tượng người khổng lồ lúc nhóm người của phòng nghiên cứu vừa xuống tàu thì vẫn tràn đầy tự tin nhưng khi vừa bước vào văn phòng chủ tịch sở trưởng đột nhiên đứng yên ở đó thì ra anh ta cũng là một người máy chủ tịch dường như có việc gì đó muốn nói riêng với jun jun đột nhiên có một dự cảm không lành không ngoài dự đoán chủ tịch mở cửa ra và nói cuộc chiến của nhân loại đang đi đến hồi kết hạng mục người máy chiến đấu có lẽ cũng không còn cần thiết nữa Jun không muốn não của mẹ mình cứ thế mà bị niêm phong thế là cô ấy liền không ngừng thuyết phục chủ tịch, có lẽ kỹ thuật sao chép não người còn ứng dụng được vào nhiều lĩnh vực khác, nhưng chủ tịch lại lắc lắc đầu, khi kỹ thuật này mới ra đời chủ tịch đã sao chép não mình vào não một người máy, mà người máy đó không ai khác chính là vị sở trưởng này chủ tịch vốn muốn nhân đó để có thể trường sinh bất lão nhưng nhìn tình hình trước mắt thì bản copy của bản thân không khác gì một cá thể độc lập nhìn thấy jun như chết lặng ở đó chủ tịch liền an ủi qua loa cho có vài câu rồi nói sau này tập đoàn sẽ chủ yếu đầu tư vào lĩnh vực phục vụ gia đình nói xong chủ tịch bấm nhẹ chiếc điều khiển trên tay sở trường lập tức có thể hoạt động trở lại chủ tịch nhìn chàng thanh niên trước mặt cứ như được nhìn lại bản thân mình của mấy chục năm trước vậy ông ấy không nhịn được mà cười phá lên còn những người sau khi quay về sở nghiên cứu vốn không có ý định từ bỏ việc nghiên cứu người máy chiến đấu họ phải đột phá tất cả những vấn đề đang mắc phải trước khi tập đoàn công bố dừng hạng mục nghiên cứu người máy rung di sở trưởng gấp đến điên luôn rồi vậy mà lại ra lệnh cắt bỏ tay của người máy rung di anh ta muốn tăng cảm giác đau khổ xem có thể một lần nữa kích hoạt bộ phận bí ẩn lần trước không sau khi thử nghiệm thất bại, sở trưởng ngày càng trở nên điên loạn, anh ta trực tiếp bắn vào chân của người máy Jung Ji. Không ngờ ngay sau đó người máy hoàn toàn mất đi phản ứng. Thì ra là do tổ trưởng Jun đã cắt đứt số liệu, cô ấy thực sự không thể trơ mắt nhìn mẹ tiếp tục chịu đựng đau khổ. Sở trưởng tức giận chĩa súng vào tổ trưởng Jun, đúng lúc đó thư ký đến thông báo chủ tịch đang ở đây khảo sát, trận xung đột cũng theo đó mà kết thúc. Jun cũng không muốn tiếp tục nghiên cứu nữa, cô ấy đã yêu cầu cấp dưới đóng băng mọi số liệu. Không ngờ rằng đêm hôm đó Jun phát hiện có người đang lén lút tải thông tin liên quan đến người máy Jung Ji. Cô ấy vội vàng chạy đến sở thí nghiệm, thì ra là trợ lý của cô ấy vẫn đang ở trong phòng thí nghiệm. Bên trong phòng thí nghiệm vậy mà lại có một mô hình người máy Jung Ji. Jun giận tím người, trợ lý vội vàng giải thích, tổng bộ đang nghiên cứu một sản phẩm mới có liên quan đến người máy Jung Ji. Jung là thần tượng của rất nhiều người, giờ chế tạo ra một con búp bê bạn đời Jung Ji thì quá là đáp ứng nhu cầu thị trường rồi. Chun nghe xong thì tuyệt vọng nhắm mắt lại. Cô ấy lúc này căn bản không có sức lực để ngăn cản, bởi vì tổng bộ tập đoàn có toàn bộ quyền sở hữu bộ não của mẹ cô. Chun thất thần quay trở lại phòng thí nghiệm. Cô ấy một lần nữa khởi động người máy Jung Ji. Cô ấy muốn người máy có thể ra đi một cách thanh thản. Ai ngờ chưa kịp nhấn nút phá hủy, người máy Jung Ji đột nhiên nói. Cô ấy đi chiến đấu đúng ngày con gái làm phẫu thuật. Có phải bây giờ con gái của cô ấy đã hồi phục rồi không? Câu nói vừa dứt bộ phận thần bí trong não bộ của Trung Chi lại một lần nữa được kích hoạt. Jun cuối cùng cũng nhận ra, thì gian năng lượng thần bí của mẹ đều đến từ nỗi nhớ người con gái của bà là cô. Sau khi Trung Chi biết tin con gái đã khỏe lại, thì đã thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó bà ấy lại nói ra điều khiến bản thân cảm thấy hối tiếc nhất trước khi làm phẫu thuật con gái đã tặng cho bà ấy một con búp bê nhỏ bằng gỗ nhưng trong lúc chiến đấu đã không cẩn thận đánh rơi đây cũng là lý do khiến bà ấy thất thần trong lúc chiến đấu dẫn đến thất bại jun nghe xong nước mắt dâng trào cô ấy quyết định nhất định phải làm gì đó cho mẹ sáng sớm hôm sau jun tuyên bố với cấp dưới hôm nay sẽ hoàn thành lần thử nghiệm cuối cùng đầu tiên cô ấy lén che bộ phận thần bí lại như vậy thì những người khác sẽ không thể giám sát sự tồn tại của nó Mặc dù cơ thể của Trung Ji không thể cử động nhưng ý thức vẫn luôn ở trạng thái tỉnh táo, Jun đem những thất bại trên chiến trường cùng với thí nghiệm sao chép não kể hết cho Trung Ji nghe. Khi phòng thí nghiệm biến thành chiến trường, Trung Ji bắt đầu chiến đấu, nhưng kết quả vẫn giống như những lần khác, lại bị đánh bại ở những giây phút cuối cùng. Sở trưởng thất vọng tuyên bố dừng kế hoạch nghiên cứu người máy Trung Ji, nhưng khi nhìn vào màn hình anh ta lại nhận ra có gì đó không đúng lắm, bởi vì phát đạn cuối cùng không hề bắn trúng Trung Ji cô ấy cố tình nằm xuống giả chết sở trưởng lập tức cảm thấy không ổn anh ta lập tức yêu cầu cấp dưới khởi động hệ thống cảnh cáo của sở nghiên cứu trung chi lúc này cũng không lần trốn nữa trực tiếp đánh ngã hai nhân viên nghiên cứu sau đó đi vào một nhà kho bí mật không ngờ trong này toàn là xác người máy trung chi lúc này cô ấy mới thực sự tin lời Jun nói Jun lúc này cũng không hề rảnh rỗi cô ấy chạy đến phòng thí nghiệm cắt đứt liên kết giữa máy chủ và trung chi đồng thời xóa hết tất cả những số liệu liên quan đến cô ấy như vậy là không ai có thể kiểm soát trung chi được nữa Đúng lúc này, ba người máy chiến đấu của phòng thí nghiệm cũng đến kho chứa cơ thể của người máy Trung Chi. Trong lúc những người máy đó đang tìm kiếm, Trung trì được cây não bản sao đột nhiên tấn công, trong chớp mắt đã đánh bại một người máy. Nhưng sức chiến đấu của cô ấy yếu, sau khi miễn cưỡng đánh bại người máy thứ hai thì đã bị người máy còn lại không chế. Cũng may trong lúc ngàn cân trao sợi tóc, Jun đã kịp thời xuất hiện, dùng quyền của mình tắt cỗ máy chiến đấu này đi. Cô ấy biết có rất nhiều cỗ máy chiến đấu khác đang trên đường đến đây nên đã kêu Chung Ji chuẩn bị tinh thần. Không ngờ ngay sau đó Chung Ji đã bị những cỗ máy mới được đưa đến bắn chết. Một người máy chiến đấu đã dìu Jun ra khỏi kho, cảnh sát người máy cầm đầu cảm thấy trong chuyện này còn có điều uẩn khúc, lập tức xem lại camera giám sát hiện trường. Không ngờ Jun lại cây não của Jung Ji vào trong một người máy chiến đấu. Người vừa bị giết thực ra chỉ là một cú lừa, còn Jung Ji thật đã đến chạm xe. Jun sớm đã gọi một đoàn xe lửa đến, hai người nhanh chóng bước vào không ngờ tàu vừa chuyển động sở trường ngồi ở dãy ghế gần đó lập tức đứng dậy thì ra anh ta sớm đã đoán được đường đi nước bước của jun jun vội vàng giải thích những ký ức có liên quan đến con gái trong não jung đều đã bị xóa bỏ rồi xin sở trưởng hãy để cô ấy đi không ngờ sở trưởng lại trực tiếp nổ sung khiến jun ngã xuống đất jung ji theo bản năng sông lên đá sở trưởng một cái mày móc trên mặt của sở trưởng cũng theo đó mà lộ ra đến bây giờ sở trưởng mới biết bản thân anh ta cũng là một người máy trong phút chốc anh ta như phát điên anh ta xông lên chiến đấu với jung ji Lúc này người máy cảnh sát cũng đang trên tàu hỏa đuổi đến. Sau khi thấy bên trong có người thì liền ồ ạt nhảy vào bên trong tàu hỏa. Trận chiến của người máy nổ ra trong một khoang tàu nhỏ hẹp. Cuộc chiến ác liệt khiến khoang tàu không ngừng rung lắc, không ngừng đâm vào những tòa nhà cạnh quỹ đạo. Jun cảm thấy khoang tàu này có thể rơi ra bất cứ lúc nào, thế là cô ấy liền bò lên khoang trên, cầm súng bắn dây cáp bắn về phía trước. Chúng Ji hiểu ý liền nắm chặt sợi dây cáp. Cùng lúc đó khoang tàu phía sau cuối cùng cũng không trụ nổi mà đứt ra, rơi từ quỹ đạo xuống đất tạo thành một vụ nổ lớn hai mẹ con cuối cùng cũng thành công cắt đuôi truy binh nhưng Jun biết những cảnh sát kia có thể xuất hiện bất cứ lúc nào cô ấy không ngừng dục Chung nhanh chóng rời đi đi càng xa càng tốt Chung lúc này tuy đã mất hết ký ức về con gái nhưng cô ấy vẫn ôm lấy Jun như bản năng của một người mẹ nhìn cảnh này giống y hệt cái cảnh chia tay nhiều năm trước của hai mẹ con họ cũng không biết đã qua bao lâu Chung Chi mạnh mẽ đã thoát khỏi khoang tàu chạy mãi đến một khu rừng nhiệt đới mới dừng lại mặt trời phía xa xa đang dần lên cao Trung Chi đứng ở đó rất lâu dường như cô ấy đang nhớ về con gái của mình. Trên đây là toàn bộ nội dung của bộ phim khoa học viễn tưởng Trung Y, được công chiếu năm 2023. Các bạn thấy bộ phim này có hay không? Trên thang điểm 10 các bạn đánh giá bộ phim này được mấy điểm? Hãy gửi câu trả lời ở dưới phần bình luận nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!